Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Món Ăn Gia Đình nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh thạch rau câu từ hoa đậu biếc. Thì cái hoa đậu biếc này nó có rất là nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe. Nó có tác dụng như kiểm soát đường huyết, cải thiện não bộ, ngăn ngừa lão hóa. Nó làm chậm quá trình lão hóa và đột biến của các tế bào trong cơ thể, phòng chống ung thư. Thì nó có rất là nhiều tác dụng thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Thì cái hoa đậu biếc thì có thể dùng để uống trà, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng hoa đậu biếc để làm bánh thạch rau câu. Màu sắc thì rất là đẹp và còn tốt cho sức khỏe nữa, vì thế chúng ta cùng làm món này nhé. Thì để làm được món này thì nguyên liệu chúng ta sẽ sử dụng như sau. Nguyên liệu mình sử dụng ở đây là bột rau câu, agar agar, hoa đậu biếc, sữa tươi, sữa đặc, nước cốt dừa, đường và thêm một nắm lá thơm nhé các bạn. Và đây là hoa đậu biếc khô. Hôm nay mình sẽ sử dụng hoa đậu biếc khô. Thì cái hoa đậu biếc khô này mình có thể mua ở chỗ nguyên liệu pha trà hoặc là nguyên liệu làm bánh thì người ta sẽ có nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 1 lít nước vào trong cái xoong. Sau đó mình sẽ chút hết hoa đậu biếc vào. Thì cái nắm lá thơm vừa nãy mình sẽ chia làm hai nhé các bạn. Một nửa mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ đặt lên bếp đun. Thì từ từ nó sẽ ra một cái màu rất là đẹp nhé các bạn. Thì cái màu của mình bây giờ nó là như thế này. Và mình sẽ lọc bỏ cái hoa và cái lá thơm này ra nhé. Tiếp theo thì mình sẽ pha bột rau câu agar agar. Thì một gói này thì mình sẽ pha với 2 lít nước. Thì 2 lít nước thì đấy thì mình sẽ chia làm 2. 1 lít mình sẽ pha đường với bột agar agar. Còn 1 lít sẽ là nước của hoa đậu biếc mà mình vừa đun vừa nãy. Thì bây giờ mình sẽ cho bột agar agar vào. Hết một gói luôn nha các bạn. Và khoảng 300g đường. Thì tùy các bạn ăn ngọt hay là nhiều hay ít thì các bạn có thể thêm đường hoặc bớt đường tùy theo cái khẩu vị của nhà mình nhé. Mình sẽ quấy đều cái này lên để cho các nguyên liệu mà nó hòa quyện vào nhau. Sau đó thì mình sẽ cho 1 lít nước vào và quấy đều lên. Sau khi bột và đường đã tan thì mình sẽ đổ vào trong xoong và tiếp tục đun nhé. Khi mà đun thì mình sẽ phải quấy đều tay. Tại vì nếu mà các bạn mà không quấy đều tay thì cái bột rau câu này nó sẽ vón cục. Vì thế cho nên là mình sẽ phải quấy đều liên tục. Khi mà cái nước bột rau câu này nó đã sôi rồi thì chúng ta sẽ đổ tiếp cái nước của hoa đậu biếc vào và mình tiếp tục đun sôi nhé các bạn. Các bạn nhớ tiếp tục quấy đều tay nhé. Để cho cái bột này nó không có bị vón lại.
Mình sẽ đun sôi cái nước thạch và hoa đậu biếc này trong khoảng 7 phút nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ phải ủ nóng. Nếu mà các bạn mà để nguội thì nó sẽ đông lại và tí nữa thì mình sẽ không có làm được. Mình sẽ phải đun đi đun lại rất là nhiều lần thì sẽ không tốt. Nên là mình sẽ ủ nóng cái nước này để tí nữa mình xài nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ pha tiếp một gói bột rau câu agar agar. Và mình sẽ cho tiếp 1 lít nước nữa nhé. Thì một gói bột này là 2 lít nước thì mình sẽ dùng ở đây là 1 lít nước. Còn 1 lít nước còn lại sẽ là sữa tươi và nước cốt dừa nha các bạn. Mình sẽ pha 1 lít nước vào đây và sẽ quấy đều lên. Bột đã tan đều thì mình lại đổ lại vào trong xoong và mình sẽ đun sôi lên. Cho tiếp cái phần lá dứa còn lại vào đây nhé các bạn. Và tiếp tục mình sẽ đổ nước cốt dừa vào. Đây là nước cốt dừa tươi, còn các bạn có thể dùng bằng dừa lon tùy các bạn nhé. Và đổ tiếp sữa tươi vào. Thì ở đây mình không có dùng đường mà mình sẽ dùng sữa đặc như thế này, khoảng một bát con sữa đặc như thế này nha các bạn. Cũng tùy các bạn thôi, tùy các bạn ăn ngọt hay là không ngọt thì để mình nêm cho vừa với lại khẩu vị của mình nhé. Tiếp tục đun sôi và vẫn nhớ là quấy đều tay nha các bạn. Cái này mình sẽ đun sôi trong khoảng 5 phút nhé. Vậy là mình đã làm xong hai màu của nước thạch rau câu nhé. Bây giờ sẽ là công đoạn cuối cùng thì mình sẽ chế cái nước thạch này vào khuôn. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu của hoa đậu biếc trước nhé. Thì mỗi lượt như thế này mình sẽ sử dụng khoảng 200ml. Mình sẽ chia đều để khi mà xong cái thành phẩm nó sẽ đều và đẹp nhé. Thì sau mỗi lần đổ như thế này các bạn phải để cho cái rau câu này nó ráo mặt thì các bạn mới đổ được tiếp được lượt tiếp theo nhé. Mình sẽ ấn nhẹ vào đây mà nó không dính lên nữa thì mình mới tiếp tục đổ lượt tiếp theo nhé các bạn. Mình sẽ đổ lần lượt từng màu một. Mỗi lần các bạn nhớ là để ráo mặt, khô mặt không dính thì mình mới đổ được tiếp màu lượt tiếp theo nhé. Mình sẽ sử dụng thêm một số khuôn hoa. Thì những cái khuôn hoa này mình sẽ có thể mua ở trong siêu thị. Nó có rất là nhiều mẫu để cho mình lựa chọn.
Mỗi mẫu như thế này thì tùy các bạn có thể đổ 2 lớp hoặc là 3 lớp màu nhé. Tại vì cái khuôn này nó nhỏ nên là mình sẽ sử dụng 2 lớp. Một lớp màu hoa đậu biếc và một lớp là của màu của sữa và nước cốt dừa nhé. Các bạn muốn đổ bao nhiêu lớp màu là tùy các bạn nhé. Thì ở đây cái khuôn nó rộng hơn nên là mình sẽ sử dụng khoảng 4 lớp màu. Trong quá trình đổ thì mình nhớ là cái mặt này nó khô ráo thì mình mới đổ lớp tiếp theo nhé. Những chiếc hoa làm bằng thạch giao câu này nhìn rất là đẹp nha các bạn. Thì các bạn có thể dùng để trang trí một cái bánh sinh nhật làm bằng giao câu, hoặc là các bạn dùng để tráng miệng trong những cái bữa tiệc thì đều rất đẹp và lịch sự nha các bạn. Sau khi làm xong thì các bạn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng đến một tiếng, thì sau đó mình sẽ lấy ra khỏi khuôn và mình sẽ dùng được nhé các bạn. Và đây là cái sản phẩm sau khi mà mình đã lấy ra khỏi khuôn. Nhìn nó rất đẹp các bạn ạ. Vị ngọt thanh mát, mùi thơm của hoa đậu biếc và của lá thơm. Màu sắc thì rất đẹp. Thì cái video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều những cái sáng tạo từ cái thạch giao câu hoa đậu biếc nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like và nhấn nút đăng ký giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.